Ngày 9 tháng 6 năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị quán triệt kết luận của đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Lê Đức Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe báo cáo kết luận của đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh Thanh Hóa, kiểm tra tại một số cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện. Nội dung kiểm tra công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện các nội dung cải cách hành chính, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính, kết quả tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa, việc liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, vận hành phần mềm một cửa điện tử. Qua kiểm tra, đoàn công tác của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã chỉ ra những tồn tại hạn chế, đó là Ủy ban nhân dân huyện chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã thị trấn trong việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa liên thông, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, nhập liệu trên phần mềm một cửa điện tử, niêm yết thủ tục hành chính, còn tình trạng quá hạn trong quá trình giải quyết hồ sơ, tình trạng lưu thừa thành phần hồ sơ đối với các đơn vị Ủy ban nhân dân xã Tân Phúc và Chí Năng. Việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa cập nhật thường xuyên, kịp thời, không thuận tiện cho tổ chức người dân tra cứu, niêm yết trên trang thông tin điện tử chưa đúng hướng dẫn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, còn tình trạng thu hồ sơ trực tiếp tại chuyên môn, không qua bộ phận một cửa, dẫn đến việc không kiểm soát được thời gian giải quyết hồ sơ đúng hạn, quá hạn, lĩnh vực chứng thực chưa thực hiện dịch vụ chứng thực điện tử, lĩnh vực hộ tịch, bảo trợ xã hội còn trường hợp yêu cầu công dân nộp giấy xác nhận cư trú, vẫn còn tình trạng thu thừa hồ sơ. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã nêu lên những tồn tại hạn chế cũng như những kết quả của cơ quan đơn vị xã thị trấn đạt được trong thời gian qua. Bàn đưa ra những giải pháp khắc phục những hạn chế thiếu sót như đoàn kiểm tra chỉ ra trong công tác cải cách thủ tục hành chính, đề xuất kiến nghị để kịp thời xử lý, phòng ngừa những tồn tại hạn chế tại các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đức Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính ở các xã, thị trấn, các đơn vị, bộ phận một cửa từ huyện đến cơ sở, các xã, thị trấn tự giác chủ động trong quá trình triển khai thực hiện đối với từng lĩnh vực. Những vấn đề nào chưa làm được cần rút kinh nghiệm để khắc phục sớm. Các phòng ban theo chức năng nhiệm vụ lĩnh vực mình phụ trách đẩy mạnh hơn nữa việc tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chuyên môn lĩnh vực đảm nhận. Tất cả mọi hồ sơ phải qua hệ thống một cửa, cương quyết không nhận xử lý trực tiếp, đặc biệt là vấn đề đất đai. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức và người đứng đầu để chỉ đạo điều hành tốt nhiệm vụ, các lĩnh vực đất đai, chính sách, tư pháp cần phải chấn chỉnh ngay. Trước ngày 30 tháng 6 phải cập nhật ngay các thủ tục mới, bỏ các thủ tục cũ không còn hiệu lực, tổ chức sắp xếp gọn gàng, công khai để nhân dân nắm bắt các thủ tục một cách dễ dàng, các sổ sách cần ghi chép đầy đủ. Cùng với đó là làm rõ số tiền thu phí thủ tục theo quy định, các giấy tờ không liên quan phải bỏ, không làm phiền hà cho bà con nhân dân. Cần làm ngay hồ sơ quá hạn, phải có văn bản xin lỗi công khai cho bà con nhân dân. Ra soát từng hồ sơ, công khai kết quả giải quyết các thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công của huyện, tỉnh. Ra soát các trang thiết bị để có kế hoạch bổ sung, đầu tư nâng cấp nhằm giải quyết tốt mọi công việc, phục vụ tốt nhất cho tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính của huyện ngày càng có chất lượng,